Cô trong một trường hợp rất là đặc biệt, thưa quý vị, cô đã được một người bạn tặng cho một cái chai rượu này và cô đã để ở trong tủ thuốc trong một thời gian rất là dài. Cô không có muốn xài, thưa anh chị. Thì cho tới khi mà cô bị bệnh, cô không có thể nào chữa trị bởi những cái thuốc mà gọi là thuốc Tây, cho nên cô đã dùng đại, dùng thử đại. Trong một thời gian rất là ngắn, chỉ cần vài tháng thôi, căn bệnh của cô đã chữa hoàn toàn luôn. Thì cô thấy tại sao lại cái công dụng lại rất là hữu hiệu như vậy? Thưa quý vị, thì cô đã bỏ ra một thời gian dài ở trong cuộc đời của cô đã tìm hiểu cũng như là khám phá ra tại sao chỉ có 11 vị thảo mộc này mà có tác dụng rất là kỳ diệu đối với cơ thể của mình. Thì chị Bảo Thi, chị muốn nói gì đây? Bảo Thi tiếp lời với Ngọc Thanh thì Bảo Thi giới thiệu đến quý vị cái sản phẩm này đó, thật sự đem đến cho chúng ta là cái benefit là gì anh Thủy biết không? Là lọc gan, lọc máu, làm lưu thông tuần hoàn máu huyết. Thì khi những người mà mệt mỏi, làm việc mệt mỏi nguyên ngày hay là bị đau nhức thì do cái máu huyết của mình nó không lưu thông, hoặc là cái choi của mình nó thiếu cái chất nhờn ở trong đó. Thì đây là cái chai thuốc để giúp cho quý vị chống được các bệnh đau nhức, mệt mỏi, bị ngứa ngoài da hoặc là bị ghẻ trong uống ngoài thoa anh Thủy. Nó đặc biệt được một cái là mình uống vô, nhưng mà ở ngoài cái này mình cũng dùng để bôi những cái vết thương nó lành nữa.